Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến quý khán giả một mẫu tinh thể thạch anh trắng có độ trong rất tốt. Nó có dáng tháp này. Đá nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Tất cả các chóp cạnh ở đây nó đều là nguyên bản tự nhiên hết nhé. Chóp ở điểm này có hơi bị mẻ một xíu quý vị nhé. Hơi mẻ một chút. Đã được lên đế gỗ này, đá nguyên bản nguyên zin tự nhiên, tất cả các chóp cạnh ở đây nó đều là hình thành trong quá trình tự nhiên hết. Viên này nó có chiều cao của đá là 20 cm, từ đỉnh này xuống đến mặt đế này 20, bề ngang điểm rộng nhất này là 13 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nặng là 2,3 kg và riêng đá không nặng là 1,9 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 950.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Đấy, quý vị yêu thích chỉ việc nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho tôi, để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái, nếu phát hiện không đúng tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên để phục vụ các quý khán giả. Ngày nào kênh của tôi gần như cũng có video up lên để phục vụ giới thiệu các sản phẩm đá quý, đá phong thủy phục vụ các quý khán giả. Lưu ý một điều khi mua hàng đó là quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Dù quý vị chuyển khoản trước hay nhận hàng thu tiền, đối với tất cả các đơn chuyển khoản trước thì sẽ được ưu tiên bao ship. Còn nhận hàng thu tiền thì quý khách chịu giúp phí ship. Nhưng mà lưu ý một điều đó là dù chuyển khoản trước hay chuyển khoản sau hay là nhận hàng thu tiền thì quý vị đều kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi, xem hàng gửi có đúng hay không, hàng có bị vấn đề gì không, có bị hỏng không. Quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.